Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng máy ép Latic A3 330C. Ở đây mình sẽ chỉ một số thông số của các bạn. Ở đây các bạn để ý nó có hiển thị độ dày của giấy và một số mốc nhiệt độ nhất định. Đối với các giấy có độ dày khác nhau thì mình sử dụng nhiệt độ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ test máy. Nhưng mà trước tiên test máy mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ về cái nút máy, những nút cho máy điều khiển. Đó là nút nguồn, bật tắt nguồn. Nút này là nút tới luôn. Khi mình ép mình sẽ để nút power và mình để sản phẩm tới. Còn nút này là đây là nút hiển thị nhiệt độ nóng lạnh. Khi sử dụng thì mình để ready, khi nào đèn sáng thì mình bắt đầu cho sản phẩm vào, lúc đó nhiệt độ đầy đủ. Các bạn để ý ở đây nó có một cái lỗ và một cái chốt vặn. Trường hợp này là trường hợp để phòng khi mình đang ép thì bị mất điện, thì mình sẽ đưa cái nấm vặn này vào và mình vặn ngược lại lấy sản phẩm ra. Bây giờ đã đủ nhiệt, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Bởi vì nhiệt độ giấy của máy rất là nóng nên chúng ta xài loại giấy ít nhất là 80 mét. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.